bạn gái sang Pháp một tháng của Vũ Quang Hải. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải có thêm sự cổ vũ tinh thần rất lớn từ gia đình và bạn gái khi trở lại Pháp hội quân với Pau FC. Ngoài bố mẹ và người đại diện, bạn gái Chu Thanh Huyền cũng sang Pháp trực tiếp cổ vũ cho tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Được biết, những người thân của số 19 tuyển Việt Nam lưu lại ở Pháp trong khoảng một tháng. Sự có mặt của bạn gái có lẽ sẽ giúp Quang Hải giải tỏa nhiều áp lực trong tập luyện, thi đấu. Khi còn ở Việt Nam, Chu Thanh Huyền cũng thường xuyên tới sân cổ vũ cho bạn trai. Chu Thanh Huyền sinh năm 1994, có gương mặt xinh xắn, làn da trắng cùng ba vòng chuẩn như người mẫu. Tài khoản Facebook và Instagram của Chu Thanh Huyền có hàng chục nghìn lượt theo dõi. Thanh Huyền hơn Quang Hải 3 tuổi, nhưng cô vẫn rất trẻ trung. Trong số các bạn gái của Quang Hải từ trước tới nay, Thanh Huyền được đánh giá là nổi bật nhất. Cuối tuần này, Pau FC có chuyến làm khách trước Metz ở vòng 10 League 2, mùng 2 tháng 10. Bố mẹ Quang Hải và bạn gái Chu Thanh Huyền nhiều khả năng tới sân cổ vũ cho số 19 tuyển Việt Nam. Từ đầu mùa giải, Quang Hải được ra sân 7 trận, nhưng không để lại được nhiều dấu ấn. Trong chia sẻ mới nhất, huấn luyện viên Thôi Lốt chỉ ra những hạn chế của tân binh người Việt Nam, nhưng cũng khẳng định sẽ sử dụng tiền vệ 25 tuổi nhiều hơn trong thời gian tới. Một số hình ảnh của Chu Thanh Huyền.